Nhờ thuốc này tôi uống mà tôi hết. Khỏe. Là tôi khỏe, ăn được, ngủ được. Trước khi tôi cắm gậy mà giờ tôi bỏ gậy rồi. Nói mẹ uống đi, không cần lấy thuốc nữa. Cứ việc uống đi, uống tới coi sao. Sao bây giờ cũng nghĩ lấy thuốc luôn rồi, buông gậy luôn rồi. Bữa nay đây vô nhà được không, một lần tôi sốc ngang hông, bà tôi đỡ lên không. Mình mới bị mất ngủ cả chục năm nay rồi. Mà uống cái đó ngải đen là cải thiện rất là nhiều. Này thuốc mà uống thuốc tôi đợi để rồi tới giờ cái là về ba khỏe khỏe rồi bỏ, không có trong gậy rồi, không có người kè rồi, giờ đi không mà đi rất là lẹ. Giờ trong người thì thấy khỏe lắm. Ăn uống là như thế nào mà? Ăn cũng khỏe luôn. Dạ, ngủ được không? Được, ngủ được, ăn được, ngủ ăn được. Được. Dạ. Nhưng mà tôi là nè, em tôi đặt giới thiệu nó uống quá hay, thấy vậy thuốc mình bắt ngủ nè. Chuyên môn tôi uống nhẫn lòng, tôi sắc ngày nào cũng bình tôi uống hết trơn. Mà sao bữa nay tôi uống không có nhớ sắc nhẫn lòng nữa mà sao không ngủ được. Bây giờ bà nghĩ là bà nội sẽ sống bao nhiêu tuổi nữa? Có biết đâu. Tới đâu hay tới đó chứ biết đâu. Tới đi lui. Rồi tới lui, tập thể dục 1 2 1 2. Là cả dòng họ mình đều dùng hết. Dòng họ đã uống hết luôn nè. Này là đang dòng họ anh em không nè. Anh em ruột chứ con có ruột không à. Con cháu, dòng họ hết luôn đó nha. Là cái video chung đi quay thực tế nha. Chứ không phải là mình làm một cái gì đó để quảng cáo cho cả nhà. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Alo. Em tới cây xăng Hiệp Hưng chính nữa chị ơi. Cây xăng Hiệp Hưng hả? Dạ. Thôi còn mấy anh ở đó thì đâu có người đi qua rước dẫn anh qua. À, chạy xe em vô được không? Được. Anh đứng bên đó thì có ba em đi qua dẫn đường cho anh chạy qua. Ok. Dạ. Quay vô kìa chú. Dạ. Dạ. Thưa cả nhà, Trung đang ở ấp Phú Quý, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Và hôm nay Trung đang ghé vô một trường hợp mà của một bà cụ cả nhà. Bà cụ sau khi mà khỏe mạnh á, thì bà cụ đã liên hệ với Trung để mà tới đó để mà chia sẻ cái sản phẩm bên Trung. Đây cũng là một trong những cách mà rất là hay, có thể là Trung nói rất là hay. Nhiều cô chú anh chị mình cũng sau khi dùng sản phẩm bớt á, rồi cũng báo tin vui cho Trung. Thì Trung đâu đó cũng lựa chọn những cái trường hợp đặc biệt hay đó thì Trung cũng sẽ lên hình để cho bà con mình xem. Và đây hôm nay thì một trường hợp mà có thể nói là một trường hợp mà Trung cũng khá là thích thú, khi mà một bà cụ, lần đầu tiên là có một bà cụ tầm cỡ 85 tuổi cả nhà nha. Mà có sức khỏe sau khi dùng sản phẩm xong mà sức khỏe rất là khỏe mạnh luôn, thành ra là bà cụ mới kêu qua Trung qua nhà bà cụ chơi luôn nè cả nhà. Trung kêu Trung gọi là bà nội, Trung chưa biết mặt luôn đấy, chỉ nghe điện thoại thôi chưa biết mặt luôn. Đây là con đường đi vô này, sông nước miền Tây là thường hay có những cái cầu thế này cả nhà. Cầu này giống như cầu mới xây đấy nha, cầu mới. Ồ, trước mặt có xoài luôn kìa. Ồ, câu lạc bộ bóng chuyền. Cái nhà xem video của Cao Anh Trung Vlog thì nhớ nhấn like nha. Nhấn like cũng như đăng ký kênh và chia sẻ video ra cho bà con mình được biết đến nhiều hơn nữa, để nhiều cô chú anh chị mình khi mà có bệnh thì có thể cũng tìm để dùng sản phẩm bên nhà Trung. Hiện tại có thể nói là sau khi bà con mình dùng sản phẩm bên nhà Trung thì khá là hiệu quả và chia sẻ cho rất là nhiều bà con của chú anh chị mình. Tuy nhiên thì cũng nhiều bà con chưa hữu duyên, thành ra là cũng cần những của chú anh chị mình chia sẻ nhiều hơn nữa để cho bà con mình được biết tới nhiều hơn. Thường ở dưới miền Tây thì mình hay thấy những bờ kênh thế này cả nhà nha. Đấy, rồi cái cảnh mà rửa chén ngoài đường luôn kìa. Đây có phải là bà nội không? Bà nội đó hả? Bà là bao nhiêu tuổi rồi bà? 83. 83 tuổi. Dạ. Rồi nghe nói là khỏe lắm hả? Khỏe rồi. Đi hết còn đi gậy nữa hay sao? Bỏ gậy rồi. Hồi trước là chống gậy bao lâu? Bao nhiêu năm rồi? Cũng mà mới chứ không bao lâu.
Dạ. Mà chơi để chơi đi tương đối cũng gần tròn trèm gần năm. Dạ cũng gần năm. Ừ, rồi khi uống thuốc đó tới giờ thì bà không có còn gậy mà bà giờ bỏ đi không người kè luôn, bà là chống gậy có người kè đó. Ờ. Chống gậy mà có người kè. À bây giờ là bỏ gậy mà không cần người kè luôn. Ừ. Dạ. Thanh xuân đã trở lại. Chống gậy chống có chưa chỗ tắm. Dạ. Tắm qua luôn phải đào lên nó mua tắm nào ba nào luôn. Dạ. Chắc vô trong đống thôi ngồi đây ngồi luôn. Ở đâu đâu nhà mình ở trong kia hả? Trong nhà. Cái này là cái quán. Dạ này quán. À. Tôi có muốn không ăn mà thu tâm tôi gặp mặt cái ông bán rồi. Dạ ông bán là ông đây. Ông bán kia là ông cụ ông già. Ông già hả? À, đây bà già đó. À là dạ. Ông nội. À. Dạ chào ông nội. Ông già lắm rồi. Dạ. Trời ơi ra. Ôi trời ơi dạ. Còn minh mẫn với bắt tay hả? Dạ. Anh nay nhiêu tuổi rồi? À ông nội. Ông là 85 ổng lẳng rồi. 85. 86. 86. Dạ. Dạ. À cháu tôi nói ở ngoài đẹp hơn lên trên quay rồi. Dạ dạ. Ở ngoài đẹp trai hơn quay rồi. Dạ. Sao hồi truyền nước vậy? Dạ hả? Bà cũng đang dùng mấy ngày nay đang dùng 4 bữa. Dạ đúng rồi. Mới dùng 4 bữa. Mới dùng 4 bữa mà sao mà làm như nó nhức mình. Em thứ 8 nó uống hoài nó biết nó chị ơi nhức mình nó giặt chị đó, không có sao đâu. Dạ em thứ 8 mà đã dùng lâu rồi hả? Dùng lâu. Em thứ 8 tôi xin nhà tao này. Nó điện không nó giới thiệu không đó. Em mua anh là mấy lần rồi bây giờ mà. Bây giờ đâu. Ủa là chị có dùng không? Có dùng là em điện cho anh đó. Chị này thì dạ. Biết hơn luôn nè. Ê, chị là người gọi em hả? Dạ. À, em bóng được rồi. Dạ. Cậu bé nó bắt chết luôn. Chị là dùng bao lâu rồi? Em thì lúc trước em cũng mua dùm cho người ta. Dạ. Rồi thì em cũng mới dùng khoảng ngày cũng mấy ngày nay à. Được mấy ngày rồi? Dạ. 4 5 ngày. Thường mấy ngày là nó còn giặt giặt. Còn giặt đó. Bữa nay thì cũng còn đang giặt. À mà sao mua lâu rồi mà bây giờ mới dùng? Không em mua dùm cho người ta tại em coi cái YouTube của anh đó. Dạ. Rồi đầu em thấy hay rồi em mua dùm người ta. Mua dùm mà chưa có xài. Dạ. Rồi bây giờ mới xài. Dạ đúng rồi. Chắc là ta thử nghiệm xong rồi mới xài quá. Không, chú là nội đồ dùng đồ đó. Anh cha nó kêu dùng quá. Dạ. Dạ nó mới dùng. Dạ. À. Đó thì đây là tâm lý rất là bình thường ở nhà là trung gặp thường xuyên luôn. Là thường là những người, thậm chí người mua chưa tự tin nữa. Nhưng mà cái người dùng á, sau khi dùng thấy bớt rồi, bắt đầu người mua biết sao lại tự tin dùng. Bây giờ là thấy mẹ quá khỏe. Dạ. Chuyên môn tôi là mỗi một tháng tôi chở mẹ tôi là lông xuyên lấy thuốc hàng tháng. Mà bây giờ đang hết mấy bữa dài. Mà bà vũ đi lấy thuốc mới đầu bà còn giặt giặt mình ngang. Nói mẹ uống đi, không cần lấy thuốc nữa. Cứ việc uống đi, uống tới coi sao. Sao bà giờ bà nghĩ lấy thuốc luôn rồi, buông gậy luôn rồi. Bữa nay đây vô nhà được không, một lần tôi sốc ngang hông bà tôi đỡ lên không đó. Yếu chân vậy đó. Yeah. Mà uống thuốc tây nhất làm như mặt bụng tôi chân. Bụng cái mặt bà thành chân mặt. Bà uống ngải này là bà khỏe. Bà uống này tôi thấy bà khỏe. Bà da bà giờ mặn mòi. Dạ hành da giờ khoe con cháu của bà nổi lên dụng chân nè. Tôi đang dùng luôn nè. Dạ. Thằng em thứ 8 mới đặt sao mà chú gửi cho tôi một hũ với lại cái chai mật ong đó là tôi đang dùng đó. Dạ, ở đây thì ngoài nội ra thì còn ai nó dùng là thời gian lâu hơn. Chú 8 thời gian lâu hơn. Chú 8 hả? Nó khỏe, nó mới ra kêu đó, nó chỉ đó. Nó chỉ đó, nó không giặt không á. Dạ, em coi cái clip của anh quay cô Liên đó, ở Sài Gòn em có lẽ gọi cô Liên đó. Đó, em thứ 8. Dạ, chào chú 8. Dạ. Ô cha, chú 8 đây là cái người mà đã dùng và có trải nghiệm đầu tiên luôn hả? Dạ chào. Chú 8 ở đây là giới thiệu đây. Anh dùng là bao lâu rồi? À, dùng thì bao nhiêu ngày mình cũng không nhớ mà cũng một hộp mấy rồi. À dạ. Là lúc đó mình bệnh gì? Thì như mình chủ yếu là mất ngủ. Ừ. Thì thứ hai nữa mình mua mình uống thấy nó lên anh lên trên mạng mà tìm hiểu bên của anh đó thấy chị bệnh cũng nhiều chứ bệnh quá thấy vậy mình mua thí dụ như mình không có bệnh thì mình uống mình ngồi bệnh còn có bệnh thì mình uống mình trị bệnh nhưng mà có cái là nhất là mình cái bị mất ngủ cả chục năm nay rồi mà uống cái đó ngải đen là cải thiện rất là nhiều. Mất ngủ chục năm nay nghĩa là mà cứ nằm thao thức hoài không có ngủ đúng được mà khó ngủ một đêm ngủ chừng tiếng ngoài 2 tiếng à hình như thường là tôi đang ngủ ban ngày sao nằm ngày mà nằm ngủ xíu ban ngày nó ngủ không không ban ngày không có ngủ được luôn. Ô vậy hả là chục năm nay luôn nó rất là mệt mỏi lắm á dạ. Tính ra mười mấy năm
Dạ, mười mấy năm luôn. Con lên đạo tổ, con bảo con lấy cái kiến cho làm bà con ấy. Một hũ là nó cải thiện được chứ không có được. Giờ ngủ rất là ngon. Dạ. Đủ thở á, lấy cái kiến đen cho bà con. Dạ, đúng. Em coi bên cái chương trình của anh đó. Dạ. Coi thường xuyên cũng xem rồi thấy ba cái ngải đen hay quá. Thế vậy mình cũng mua dùng thử. Mua dùng thử thì thấy nó kết quả. Rồi thứ hai nó giờ mua vòng vòng cho bà già với anh em này kia vòng vòng ở đây mua cũng nhiều rồi. À, yeah. À cái lan tỏa. Cái này gọi là lan tỏa yêu thương. Dùng luôn đó, ông đó đang dùng đó. Dạ, dạ chào. Ủa là đang dùng lâu chưa? Mới dùng mấy đây. Mới đây. Vậy là mới vừa lan tỏa ra được ở đây. Anh tự ra thấy vậy mua cho bà già. Chạy xe ra sụp ra sao cho nhỏ chạy xe đi học rồi đó. Chết rồi. Dạ. Đây mở mở được không? Dạ. Được đây. Ấy xe đi ra. Bà già lúc trước thì bà cũng bị tim, bà bệnh tim nhưng mà bà uống thuốc bệnh viện là đa khoa với bệnh viện tim mạch là uống hàng tháng, lấy hàng tháng uống mà bà uống đâu cũng mua ngải đen bên anh đó uống đâu cũng được một hộp gần hộp rồi. Rồi thấy bà là giờ là bà khỏe luôn á, lúc trước bà đi bà chống gậy đi không á. Mà giờ bà bỏ gậy luôn rồi đó. Bỏ gậy mà không chích thuốc nữa. Rồi giờ là bà không đi tái khám lấy thuốc tây uống mà bà uống ngải đèn không. Dạ. Yeah. Cái thời gian đầu anh uống thì cái cảm nhận cơ thể mình nó thay đổi như nào anh, cái thời gian mà mới vừa uống á? Mới vừa uống thì thấy nó cảm giác nó như là nó viêm mình, nó nhức mỏi. Nó làm nó như nó giật thuốc mình á. Giờ uống từ giờ nó quen nó uống bình thường. Nhưng mà lúc nó viêm mình nhức mỏi như vậy mà động lực nào anh lại vẫn tiếp tục mình sử dụng? Tại vì có coi cái bên cái clip của cái chị anh quay bên cái chị mà bên Đồng Tháp á. Chị nghe chị nói uống này cũng giật, chị cũng nhức mình nhức mỏi vậy đó. Mình thấy vậy rồi thôi, thấy vậy chắc mình cũng vậy. Rồi thôi thấy vậy tiếp tục uống. Dạ đúng rồi. Đây là cái trường hợp phổ biến cả nhà nha, là thường là sẽ bị viêm mình nhức mỏi đủ thứ cái hết luôn ấy. Thì rất là bình thường luôn. Nhiều người thì nóng, có người nóng luôn. Hả? Dạ. Nhưng mà cái bệnh mà mất ngủ của anh là trường hợp này là em đã chứng kiến của ông anh em rồi. Ông anh em cũng mất ngủ là lâu lắm. Sao ông ở nước ngoài, ông về Việt Nam ông chơi. Sau này là cải thiện dù giấc ngủ, ngủ tốt rồi. Hả? Rồi giờ ông mua là ông tặng người khác nữa ở Việt Nam. Dạ. Thử ra thấy là kết quả trăm đó nên Trung ơi. Là cải thiện giấc ngủ, ngủ là ngon luôn á. Dạ. Mà nó không phải là riêng mất ngủ không mà các bệnh khác nữa. Là thấy là vòng vòng bên đây anh em với bà mẹ uống thấy kết quả nhiều lắm. Dạ. Mới bằng đau quá uống thì nó đây, nghe nội nó nè, bây giờ nội chia sẻ lại lúc đầu uống sao nội nói nghe coi nội. Mới bằng đầu uống thì nó hai ba ngày gì đó nó giật. Giật mà tôi cũng không có biết. Tôi mới kêu con tôi đi chích thuốc cho mẹ, sao mẹ nhức mình quá. Cái thằng này nó mới nói không phải mẹ tại thuốc. Rồi thấy vậy thôi tôi cũng đi chích luôn. Thì đó từ đó tới sau hết nè, từ từ nó bớt không có ăn được mà ngủ không được. Rồi từ đó ăn được ngủ được rồi sao từ từ cái nó khỏe, cái nó đi bỏ gậy luôn. Cho trước hai người kè chứ đi là mắc người kè con hai, tôi người kè đi hai người kè mà chích thuốc bỏ ngày rồi bỏ gậy rồi không còn uống thuốc bác sĩ nữa. Dạ. Yeah. Cơ thể của nội là cảm thấy là nó như thế nào, nó sao nội mô tả sơ nó khó chịu trong người lắm. À hiện tại như bây giờ hiện tại thì sao? Giờ trong người thì thấy khỏe lắm. Ăn uống là như thế nào nội? Ăn cũng khỏe luôn. Dạ, ngủ thì được không? Được, ngủ được, ăn được, ngủ ăn được. Ăn được, ngủ được. Ừ. Hay nhiều lắm. Không còn chích thuốc không có gì nữa, không có uống thuốc này luôn. À, dạ. Thấy vậy quá mừng rồi. Quá mừng. Mỗi giờ quá mừng. Chở, anh em chở, rồi thằng này chở, thằng kia chở, nào chống thì bóp chở mẹ đi. Dạ. Mà ba ra thì đêm nó tờ, nó mệt. Nó mệt rất mệt con, mẹ ăn kia. Mà uống thuốc này tới giờ khỏe. Mà nhà, bà kêu mình đi chơi nhập viện nữa, mà đi chích thuốc về thoải đỡ, nó đỡ vậy chứ con không khỏe. Rồi cái điên mà hai người kè, rồi thêm cống gậy hai người kè. Mà lúc mà uống thuốc tôi đợi để rồi tới giờ cái là về ba phẻ phẻ rồi bỏ, không có trong gậy rồi không có người kè rồi giờ đi không mà đi rất là lẹ. Đi rất là lẹ chứ không phải mà đi kiểu mà yếu. Wow. Mà nói chuyện lớn tiếng đó. Mà lại trong nhà bà kêu đây mình không nghe nữa. Còn bên đây vô kêu mình trong nhà bà có chuyện gì bà kêu đây động luôn. À. Thành ra sức khỏe của bà mẹ rất là tốt. Sức khỏe thì rất tốt.
tốt nhiều. Dạ. Nói chung là mình nhờ uống thuốc này. Nhờ thì nhờ uống thuốc của thấy uống này quá vất vả đi. Là hàng trăm giờ chứ. Dạ dạ. Thấy nè cái đen. Dọc ở đây là em điện đặt này á là đầu tiên em đã nghe. Vậy là anh là người bây giờ hiện tại là hàng xóm đồng vòng, vậy là anh gọi đặt cho. Dạ là giờ là em đặt không à. Dạ, bên đang không. Nhờ em đặt cho giùm không đó. Tôi cũng gia đình tôi cũng đang uống thì cũng nhờ nghe em đặt giùm. À, chứ tôi không có điện đặt, nghe em nó đặt chung nó đặt giùm luôn. Điện cho nhiệt tán. Là anh cũng là ở dòng họ đây luôn hả? Anh em ruột. Anh em ruột hả? Ba anh em ruột không? Đâu ba già ruột ông già. Dạ. Đây là cháu rồi đây là em nữa. Rồi con nhỏ này thì cũng coi có coi dính rồi làm rồi lên đây cái nó đã uống thuốc rồi nha. Hai nhỏ đó bây giờ cũng uống con tôi đó. Đó rồi giờ cũng uống thuốc của mà bên nghệ nghệ ngải đen đó. Dạ. Của chú Trung á. Dạ. Thì hiện thấy uống thì rất là cả thì thiện hay rồi em vợ tôi ở gần đây. Thấy vậy nói đâm bà xã số lần rồi nói chị ơi chị cho em uống thử coi hiệu quả thì em đặt mua thêm. Em đặt mua mấy cái hộp lúc mượn em đặt giùm đó của chú đó đem về uống thì cho chia cho nhỏ em với nó uống đâu cũng được vài lần uống gì đó rồi nó nói thôi chị có cái số điện đó chị đặt điện giùm cho em luôn cũng ở gần đây nói chung là cũng chưa có điện đặt nhưng mà cũng gần điện đây bởi vì nó mới uống đây là thấy cũng được hiệu quả. Dạ. Yeah. À, cả nhà ơi, cả nhà nếu mà coi video của Trung á, thì liên hệ đúng 3 số điện thoại mà Trung để trên video của nhà nhanh phía dưới màn hình đấy. Trung xin phép đọc 3 số điện thoại đó tại vì hiện tại là cũng có trường hợp là có người lấy chèn cái số điện thoại giả cho nữa cái nhà nha. Cái số đầu tiên là số 0907 969783. Số thứ hai là 0907 791 591. Số thứ ba là 0907 555 1415. Đó là ba số đều có ba Zalo hết. Cả nhà mình có đặt hàng thì liên hệ ba số đó là ba cả nhà yên tâm nha. Để trường hợp mà tránh trường hợp mà cả nhà mua cái bị hàng không đúng á rồi nó ảnh hưởng cái nhiều cái vấn đề nữa. Ở đây thì có cả bà nội. Bà nội ơi. Bây giờ bà nội đứng biểu diễn bà con nội. Bà đứng lên coi cho bà con mà nhìn thấy. Có đúng đầu. Dạ không ai giảng, không ai gì dạ. Đỡ này lại tự do. Dạ. Trong giờ đứng động bước gió bước đi bước động. Ôi ơi, bánh đi thương vậy là ôi ơi đi đứng khỏe re luôn rồi. Bánh đi vậy là quá ok đó. Dạ. Cái lúc trước đi mắc kè. Hồi trước là đi như thế nào anh chắc đi khom nhỉ? Đi 2 giờ yếu. 2 giờ là yếu. Ba đội đi lưng khom cho phải thẳng vậy. Dạ đi con coi cái giò nội được không? Để cho bà con coi cái giò của nội nè. Đây nè. Đó, cái giò của tuổi già cả nhà nha. Đó, nếu bình thường thì là không đứng đi được, nhiều người đi không nổi luôn mà không. Mà sao nội đi được thẳng luôn hay vậy? Chạy biết đâu, tại uống thuốc. Nhiều bà già nè, hôm nay giờ nè không nè. Đó, đi không là khó đi lắm. Không có ăn được mà ngủ không được luôn, uống thuốc này ăn được, ngủ được. Cái gì? Bà quá khen luôn. Ăn được mà ngủ được. Ăn được. Đó, ngủ được. Hôm nay uống ngủ được thiệt, tôi bệnh mất ngủ nè. Tôi nói là ăn được ngủ được là tiên mà không ăn được không ngủ được là tiền mất đi. Đấy, thì bây giờ là tiên đó. Bà nội thành tiên rồi. Khỏe bây giờ bà nghĩ là bà nội sẽ sống bao nhiêu tuổi nữa? Có biết đâu. Tới đâu hay tới đó chứ biết đâu. Nói chung bà nói chuyện cũng lớn tiếng ra chú Trung ơi. Dạ. Chứ một lần nói tiếng còn nhỏ. Yếu xíu à. Nhưng mà nói dạ. Được luôn là tiếng nhỏ mà giờ từ ngày dùng thuốc đến giờ thì thấy nói chuyện lớn tiếng lắm. Mà đi cũng cứng cáp. Bỏ gậy rồi đó. Bà già đi bỏ gậy rồi. Bà nắm dạ. Bỏ gậy gần lúc rồi bỏ lại. Giờ là thức bản là thiền trả lại cho tôi một không à. Thưa bạn trả lời trả lại rồi. Giờ là đắc đạo rồi không dùng thức bản nữa thì ngải đen này uống là kết quả 100% là mọi thứ bệnh luôn á. Sáng là tôi lên trên sóng trên tôi giới thiệu nữa kìa, nó hứa với tôi là tao nghĩ cái gì tám mày vậy đó mà không biết nào phải gì đó. Có ai có bệnh cho mời thì nên mua ngải đen uống thì rất là hiệu quả, nó trị các nhiều vậy là do nhà nghỉ sao ở đây trị nhiều chứng bệnh. Dạ ở đây do mát cũng được. Dạ không sao. Dạ uống chút uống cà phê. Đây là cả nhà, đây là cái video Trung đi quay thực tế nha, chứ không phải là mình làm một cái gì đó để quảng cáo cho cả nhà. Đây là video thực tế và nội là cũng muốn nói là kêu Trung ơi qua đây quay cho bà con thấy để bà con biết được là để về dùng để xưa để là có sức khỏe, chứ không nhiều lúc mà bỏ tiền rất là nhiều nhưng mà hiệu quả không có.
À, rồi. Nói ở đây là mình xã ấp. Dạ. Ở đây là xã ấp như thế nào chị? À, ấp Phú Quế, xã Phú Thành, ấp Phú Quế. Ấp Phú Quế, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Có, dạ. Ấp Phú Quế. Đây không có số nhà gì không? Có số nhà 456. 456 có nhà nha. Dạ. Đó là cái thực tế, và nếu mà trường hợp mà có những bệnh nhân nào mà để mà liên hệ cho mình để mà hỏi thăm á, thì có thể là ai là người có thể là cho số họ được. Đó. Có thể là tôi đứng ra tôi ấy số điện thoại tôi đặt thuốc bên anh. Dạ, là số của anh là số chú Tám là số mấy? Là 0971 272026. 0971 272026. Dạ, cái nhà là chú Tám cái nhà nha. Chú Tám hiện tại đang làm cái gì? Thì mình cũng làm ruộng với chăn nuôi cá đó. Dạ. Bên thủy sản. Thủy sản là mình nuôi có ao cá, hồ cá ở nhà luôn hả? Làm nuôi cá gì? Nuôi cũng cá tra. Cá tra là chủ yếu là nuôi hồi đó giờ. À, bao nhiêu năm rồi chú Tám? Nuôi cũng mười mấy năm. À, mười năm ấy nào lâu đấy. Rồi mỗi lần nuôi như vậy xong là thu hoạch mình kêu bên xuống hả? Có lái tất cả. Có lái tất cả. Dạ, mình nuôi bên cá giống rồi. Dạ. Này, nói chung là em mắc ngủ lâu năm rồi đó. Ê, còn sao? Nhưng mà hiện bây giờ đã cải thiện ngủ được. À dạ. Chú Tám nó đây. Hồi mười mấy năm ạ. Là mình cũng không ngờ là uống như là chị ngải đen mà chị mắc ngủ. Mắc ngủ. Thế vậy mình xem cái chương trình của anh đó là nói về bên cái ngải đen đó. Thế vậy mình mua một hộp mình uống thử. Uống thấy kết quả cái mình mua thêm. Rồi giờ chiền mua cho bà già với mấy anh em với con cháu ở đây dùng chồng mua cũng nhiều lắm. Bệnh mắc ngủ mấy năm rồi đó mà giờ uống cải thiện ngủ được. Dạ, yeah. Uống ngủ rất là ngon. Dạ. Yeah. Cái chứng những người bệnh mà người không bệnh á cũng là uống phòng ngừa cũng được nữa. Dạ. Yeah. Không mình uống ít thôi một tí cả nhà nha, uống ít thôi một tí để dưới mi Trung hiện tại là Trung vẫn uống mỗi ngày như vậy á. Một ngày chỉ một lần thôi và số lượng ít thôi, không cần nhiều, nhưng mà nó sẽ ngừa cơ thể mình ngừa rất nhiều bệnh. Tại vì cơ thể mình luôn luôn có những mầm móng có thể phát triển lên bất cứ lúc nào trở thành bệnh. Thì mình uống thế này thì nó sẽ ngăn ngừa rất là tốt luôn. Thì tôi uống cũng ngừa bệnh đó, uống ngày cũng có 1 cử à. Dạ. Yeah. Mà cải thiện giấc ngủ cũng rất là lẹ, rất là mau. Vì chú mới này tôi uống có 2 lần. Thưa cả nhà, đây là những sản phẩm bên nhà Trung đang bán cho khách hàng của mình. Đây là hai sản phẩm chính là bột củ ngải đen và bột củ ngải chống độc. Đây là hai sản phẩm mà khách hàng thường xuyên là sử dụng để cho có để chữa bệnh cho mình. Nếu hai thứ pha vô cả nhà, hai thứ pha hòa lẫn với nhau thì cái khả năng trị bệnh nó sẽ đa dạng hơn nữa, nó có nhiều cái chức năng hơn nữa. Cái ngải đen vẫn là chính cả nhà nha, vẫn là sản phẩm chính để trị bệnh, còn ngải chống độc là cái hỗ trợ để thúc đẩy nó mạnh hơn, để nó tiến mạnh hơn. Ngoài ra thì ở đây thì mật ong cả nhà, mật ong là cũng là một trong những cái đó pha vô, nó là cái đường dẫn để giúp cho cái tương tác của thuốc á, nó sẽ làm nó đi nhanh hơn. Nó kiểu như là nếu mà có một đường dẫn để hấp thu cả nhà, nó hấp thu sẽ khi có mật ong vô hấp thu sẽ lẹ hơn một chút nữa. Đấy thì ở đây thì bên nhà Trung đang có là mật ong rừng nè. Còn đây là mật ong ruồi cả nhà nha. Mật ong ruồi là sản phẩm mà mới đây thì bên nhà Trung mới có lấy bán, tại cũng theo nhiều người yêu cầu là có một cái loại mật ong ruồi nữa. Thì đối với ruồi thì nó sẽ có cái chất lượng nó khác hơn cả nhà nha. Nó khác hơn, nó sẽ là có vị nó ngọt bùi hơn. Ngọt bùi, nó ngọt nhẹ hơn so với mật ong rừng. Đó. Đấy, nhưng mà cả nhà nhìn thấy không, có hai cái màu khác nhau nè. Cái màu hư đục hơn chút xíu này là màu Trung về mua nguyên tổ về nhà tự dắt ra đó. Tự dắt ra thành ra nó hơi độc không. Còn đây là ngay ở ngay vườn người ta dắt thì ta biết cách dắt, ta có độ dắt á, nên thành ra là nó sẽ hơi trong hơn một chút xíu, nên cái màu sắc nó khác nhau ở nhà nha. Cái loại rừng thì cả nhà biết rồi, Trung đang bán là 750 một lít. Còn là ruồi này á, là mật ong ruồi này thì bên nhà Trung đang bán là giá chỉ có 950 cả nhà nha, 950 ngàn một lít, một chai này là nửa lít. Với lại bên nhà Trung đang bán cái đồ ăn vặt đó cả nhà. Chút nữa Trung nói sao nha, bây giờ cho gửi cho mấy anh chị có cái gì không, hay cái muỗng mà. Cái ly được ha. Cái muỗng á anh em thử cái để cho cảm nhận được cả nhà. Dạ có hai loại. Là mới lấy cái loại mật ong ruồi uống nó khoái luôn á trời. Uống ghiền. Em ở nhà em uống riết em bị ghiền luôn. Đây cả nhà nha, bây giờ Trung khui ra cho cả nhà xem nè.
đây cha cái nhà để cho mấy anh em thử nha, để cảm nhận cái đây là ruồi nè. Nè anh dùng thử thì anh coi cảm nhận, còn đây là loại rừng. Anh xem hai cái nó như thế nào nha. Đối với dạ, nó thấy nó ngon nè, nó ngọt. Mà nó có vị mật ong. Nó thơm thơm đúng không? Thơm. Đó là rừng nè, rừng thì nó khá là đa dạng cả nhà nha, nó đa dạng. Mình cũng không chuẩn được cái nào đâu, nhưng mà anh xem để anh coi thử cái ruồi với lại là rừng nó khác nhau cái gì. Đấy. Hơi nhiều một tí. Nhưng mà cái này mật ong này cái hậu nó hơi chua hơn tí. À. Cái hậu đó ngọt hơn. À. Mà ông rồi nó ngọt hơn. À, cả hai vị luôn cả nhà, hai vị hai màu khác nhau nhưng mà hai vị nó vẫn như nhau nha. Nó bùi bùi, nó thơm thơm, cái cảm giác mình nghe cái mùi sáp ong á. Đúng rồi. Đúng không? Mùi sáp ong đúng rồi. Mình nghe cảm nhận mùi sáp ong bởi vì cái em quắt từ cái sáp ong ra. Còn cách bên nhà bên vườn á, mà sau khi mà họ thu hoạch xong á thì họ vắt có kỹ thuật hơn, tại vì họ cách mà lọc cả nhà. Họ biết cách lọc hơn. Vậy là cái mà ông ruồi này 1 lít nhiêu anh? Dạ, 950 1 lít. Dạ. Còn mà ông kia thì 750 hả? Dạ. Chú thử ông thử cho biết hay là bây giờ. Dạ. Vậy được rồi. Đây. Đây cái nhà ngoài ra thì có thêm cái loại là nó cả nhà. Đây là cái trà bông trung bán hiện tại 150 ngàn cái hũ này là nửa ký nè. Còn cái loại mà cái loại là đây là mực hấp nước dừa, hũ là 100 ngàn thôi. Rồi đặc biệt là cái mực này là mực tẩm gia vị Bình Định, đặc sản Bình Định. À, một đây là cái bọc nửa ký nha, một ký là 450, bọc nửa ký là 275 ngàn nửa ký nè. Nhiều người hay dùng để mà nhậu là tuyệt vời luôn. Ở nhà mình có nhậu không? Cũng có mà, cũng lai rai cũng ít. Lai rai không ít hả? Mấy nay em nhậu. Cái này là phần quà. Em gửi lại cho mấy chú nha, con gửi lại cho mấy chú để ở nhà để là ra cái thay nhậu nhẹ từ là trà bông nè, rất là ngon nha. Còn này gửi lại cho nội nha, con tặng nội ba chai mật ong này luôn nha. Dạ, với lại hai hũ này luôn. Giờ bà nội trả lời cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chú Lê. Dạ. Đặc biệt hơn. Lâu có quà, hôm nay là cái video đầu tiên ở nhà là Trung tặng quà nó nhiều hơn một chút xíu nha. Ta hữu duyên thôi. Cũng thay mặt gia đình, thay mặt bà cụ cũng cảm ơn anh Trung rất nhiều. Anh tặng quà cho bà mẹ vậy là cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Vậy chú Trung lấy để cho anh lại. À dạ dạ, chút nữa bên kia ví dụ bên nhà mình có mua gì đó thì mình đâu sẽ ra xe sẽ là bán lại. Còn này là trước mắt là tặng trên video. Còn bán hàng không có bán trên video được, kỳ lắm. mình không biết thôi. Dạ. Rồi để ha thông nội cái đi. Nhà chú Trung ở đâu rồi chú Trung? Dạ có ở Rạch Giá chị. Ở Giá có lên đây được nghe nhanh em thử rõ ngoài thì quá xa. Dạ. Thưa nội, nội là một người có tuổi, năm nay là nội 83 tuổi rồi. Tuổi gì nội? Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ là cũng nội con là tuổi mèo á, bà nội con đó. Ừ. Mèo chân lớn rồi. Dạ. Mèo Thìn Tỵ lớn hơn 2 tuổi, nội con 85 tuổi. Ấy thì tuổi mà nói là cái tuổi là khá là chuẩn. Nếu có một lời nào mà gửi đến cho những bệnh nhân đang xem video này thì nội sẽ nói cái gì nội ha? Nội có lời khuyên nào cho những bệnh nhân khi mà xem video không? Giờ tôi đang bệnh mà nhờ thuốc này tôi uống mà tôi hết. Là tôi khỏe, ăn được, ngủ được, ngải đen này. Trước khi tôi chống gậy mà giờ tôi bỏ gậy rồi. Giờ không còn chống gậy nữa, đi đi bắt con tôi dắt. Các bà con nào mà tôi dùng thử sản phẩm này. Giờ con tôi... Rồi. Lúc nãy thử rồi. Rồi giờ thuốc không còn uống thuốc tây nữa. Bỏ thuốc không xiên à. Nhờ thuốc phẩm này tôi uống mà tôi hết bệnh, ăn được, ngủ được, khỏe. Dạ, cái rất là quan trọng ông là
ăn được, ngủ được. Nhưng mà có một điều là có một cái động lực hết sức là quan trọng là khi mà nội khi mới uống xong á thì nó làm nó giật cơ thể mình đấy. Nhưng mà nội vẫn vượt qua. Nó giật mà cũng vượt qua. Và cái nhà mà những người bị giật nhiều nha là thông thường là họ đang bệnh nhiều cả nhà. Họ đang bệnh nhiều. Giống như cái thuốc nó vô cơ thể mình nó ngấm vô đầu nó tìm những cái chỗ nào đau nhất á, nó sẽ nó tái tạo nó lại á, nên thành ra là nó sẽ làm cho nó đau nhất. Một số có những bệnh nhân cả nhà sau khi xem video chung là mua về dùng xong rồi bị giật xong quay lại chửi luôn cả nhà ơi, quay lại chửi luôn á, kiểu bán thuốc này nọ tào lao này nọ. Chung cũng giải thích nhưng mà không có nghe, bởi vì đó thì đó là tùy duyên bà con mình nữa. Chứ đây là Trung không có gọi là bán để mục đích để mà gọi là kinh doanh để mà bắt chấp cả nhà nha. Khi Trung đã gửi sản phẩm đến bà con thì có muốn là nó giúp cho bà con một tốt hơn. Ngoài ra thì bên nhà Trung cũng có nhiều sản phẩm mà cũng là sản phẩm đi giúp những bà con từ thiện, nó có nhiều bệnh nhân sau khi sử dụng xong khỏe mạnh luôn ở nhà ha. Có dịp là Trung cũng sẽ quay video mà sau khi Trung giúp gọi là nuôi bệnh đấy, nuôi khỏe mạnh đấy, để cho bà con mình nhìn rõ hơn một bức tranh toàn cảnh hơn nữa khi mà Trung đã thực hiện cái chương trình gọi là đang giúp cho khá là nhiều người. Mình cũng cảm nhận và rất là vui khi làm được việc đó. Rồi nội năm nay 83 tuổi, con nghĩ là nội sẽ lên được 100 tuổi nội nha. Chắc hơn không? Có ai nhà mình có ai hơn 100 tuổi không? Không có đâu. Chưa tới hả? Chưa tới. Vậy là nội sẽ phát cái lục. Dùng sản phẩm này sẽ sao phải dùng sản phẩm giống chị Hiền đấy. Bây Hiền bây giờ tôi cứ... Là lên 100 đó. Dạ lên 100 đấy. Lên 100 đó. Đúng rồi, lên 100. Dạ. Tại giờ thấy là đi quá khỏe. Bây giờ đi khỏe à, giống như đang hồi xuân trở lại. Bây giờ nội đứng lên một lần nữa, nội đứng lên một lần để cho cả nhà mình coi. Đây đứng ở đụng cây nội. Đấy. Tỉnh táo biết né cây chứ. Đấy. Nội vừa qua lại đây. Đây là dáng đi của một cụ 83 tuổi cả nhà nha. Đi còn rất là khỏe luôn. Rồi, trong vòng 1 tháng á. Rồi, tới đi lui. Rồi tới lui tập thể dục 1 2 1 2. Giờ đi tập này. Đâu còn uống thuốc không xiên nữa đâu. Dạ. Không nghĩ lấy à. Bệnh viện. Dạ. Mặt lần quá quá bị bụng. Mà giờ nó rõ là gì? Nó bụng mà giờ nó rõ là bụng mà đỏ. Là bụng là cái mặt mình nó bụng hơi no. Nó no ra hả? Như giữ nước kìa đó. Vậy nó gọn lại. Mà lúc đó là nó bị ấy đó, nó bị ửng ửng đỏ. Dạ nó nâu nâu luôn. Uống thời gian eo nó thon lại không nổi. Eo thon thì em có hẳn là mình. Thon chứ đúng không? Thon luôn hả? Thon. Hôm trước mà mập hơi mập ngừ luôn. Mập năng ngừ. Tại vì nó có cái chức năng mà nó đánh tan mỡ á. Nó tan mỡ thành ra nó sẽ. Bây giờ là bà già bá đây giờ nó đang như thầy uống thuốc nó rõ rồi gọn ghẽ rồi. Dạ. Trước bà mà mập làm như bọc thủng á. Rồi nó hơi bề xệ nó cái thịt. Ngồi mắt. Đúng rồi nó bề xệ nó làm cho cái giò nó nặng nề nữa. Nó đỡ mấy đứa nhỏ đỡ. Thịt tan này làm như đùng. Nói chung tôi đỡ bà là tôi đỡ không nổi đó. Rồi mỗi một lần đi á, mỗi lần đi thì mượn con cháu kè. Đi đâu cũng mượn con cháu kè. Rồi thậm chí lên xe thì hai ba người đỡ đưa lên để lên xe. Còn như giờ là khỏi, bây giờ mà lúc đó là hai ba người kè ngồi chống theo cái gậy. Rồi giờ bỏ gậy mới đi không gậy mà không có người kè đi tự do. Mà nói chuyện cái tiếng đó rộng rãng lớn tiếng hơn ngồi lúc trước nói chuyện không có. Làm như không rõ. Kiểu như yếu á. Yeah, yếu nói chuyện rồi tiếng làm như nó không rõ. Mà thường ngày thường khi là mệt. Cái thường khi bệnh của bà bị hay mệt. Hay mệt. Mệt là bà nói mệt kỳ lắm mà mệt nó như thở không kịp. Thở có cái hơi da mà hơi vô không có. Nó bị đứng đoạn, nhắn đoạn rồi. Thường xuyên là uống thuốc lông xuyên của bà tim mạnh lông xuyên. Bây giờ thành ra. Rồi bé dùng sản phẩm này mà cho tới giờ này thì uống mẹ uống đâu thời được hợp chưa? Hết hợp rồi. Hợp rồi. Thì tới giờ này bà già rất là khỏe nhiều, đặt khỏe nhiều. Thế vậy hay quá đó mới đặt cho bà già uống đó. Dạ. Bà chưa, bà đâu có hiểu đâu. Đâu có hiểu biết. Đâu có biết đâu. Rồi giờ chú Tám nó mới giới thiệu cho đồng con tôi dặn hai ba đứa được đang dùng hết. Mày mấy giờ này mới dùng 4-5 ngày. Mua bên anh cũng nhiều lắm rồi, vòng vòng ở đây đặt dùm không cũng nhiều lắm. Không. Tôi đang giới thiệu cho tôi chú. Cô tôi chú biết sao? Ngắn tiền. Thành ra có mình tôi thưa chú. Ồ vậy hả? Ừ. Anh ra không tiền, thành ra tôi đây thôi để cho con uống. Dạ. Thôi tí nữa con sẽ cho tặng cho chú hai hũ nha. Cảm ơn chú hai hũ. Dạ. Để là trải nghiệm đi, trải nghiệm với con cháu biết đâu là sau này cái muốn khỏe cái rồi nó biết không, muốn khỏe cái nó mua cho chú. Dạ. Nó vậy mới được. Dạ. Cái trường hợp mà con thấy là nhiều là hôm trước là có một cái bà một cô ở Vĩnh Long á, cô bớt bệnh khối u á, bớt bệnh luôn. Và khỏe mạnh là bây giờ bác khỏe rất là khỏe lắm, mà sau đó thì trong đó con muốn ghi hình trường hợp đó được không, thì cô đó ngại bởi vì con mình là cơ quan nhà nước không à, cảnh sát giao thông này đủ đủ cái hết trơn, thành ra cô rất là ngại sau khi bớt bệnh hết mới dám ghi hình.
Dạ. Là hiện giờ chị đang giới thiệu là hai người hứa là nữa là xuống nhờ nhờ dưới đây đặt nữa rồi đó. Dạ. Dạ. Tại vì người ta cũng lỡ mới mua thuốc rồi. Dạ. 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 Ba ba mẹ tôi là hứa chắc là kết quả luôn. Dạ. Nhưng mà tôi là nghe em cô đặt giới thiệu nó uống quá hay thấy vậy thuốc mình bắt cũ nè. Chuyên môn tôi uống nhẫn lòng, tôi sắc ngày nào cũng bình 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 tôi uống hết trơn. Mà sao bữa nay tôi uống không có nhớ sắc nhẫn lòng nữa mà sao không ngủ được. Ừ. À, chị mất ngủ nữa nè. Rồi bắt đầu thằng em giới thiệu nay tôi chị uống được 5-6 ngày nay rồi. Mới đặt bữa hổng đem shipper đem vô nè. Chị uống 5-6 hôm nay làm như cái nó qua cơn giặc rồi. À hai nãy qua còn giặc, bữa nay tôi thấy cho mình hết giặc rồi. Ừ, là dạ. chú chị hả? Chị đang uống luôn á. Dạ. Hai bữa trước là chị còn đang giặc, cái thằng em thứ 8 nó nói chị ơi uống giặc đó là nó dẫn thuốc chị rồi đó. Không có sao. Rồi cái chị uống đi, thành ra đâu có sợ đâu, mình nghe em mình giới thiệu vậy đâu có sợ. Rồi uống cái mờ lên xem trên sáng giới thiệu cho hai tên cảnh nói từ còn mới lỡ mua thuốc uống rồi còn hết cái đợt thuốc tây này đi. Rồi con hát xuống bà nhờ đặt mà mua uống. Rồi nghe bà nói cũng quá hay, nói mày nghe lời đi. Mày buôn ba thuốc kia đi là ngủ được à, tại tao mất ngủ là thường xuyên. Mà giờ ngủ được mà nó bây giờ khỏe rồi. Chính xác là thấy mẹ mình là khỏe là mình 100% luôn đó. Thành ra mình quá tin tưởng luôn rồi. Dạ. Giờ kéo ngay giờ uống vòng uống hoài tới luôn. Cuối cùng là cả dòng họ mình đều dùng hết. Dòng họ dùng hết luôn nè. Này là đang dòng họ anh em không nè. Đây là dùng anh em ruột chứ con có ruột không à. Con cháu chị bệnh. Dòng họ hết luôn đó nha. Uống ngừa bệnh. Dạ. Tại vì này nó không phải là thuốc. Nó dạng ngải đen. Không dạ. Uống thuốc ngải đen là 6 tháng. Không có tác hại gì hết. Dạ. 6 tháng mà. Nó nói là cái nhà cái tây y nó vẫn là cái chính cốt lõi cả nhà nha, vẫn là chính cốt lõi để mà mình có thể đi khám bệnh mình này nọ. Còn nam bên thuốc nam thì là một trong cái truyền thống Việt Nam mình từ trước tới giờ, thì bây giờ có một bài thuốc hay thì Trung cũng muốn truyền tải cho cả nhà mình được dùng, được biết và được cảm nhận nó hiệu quả thế nào. Chứ còn tây y thì vẫn là bà con mình cũng nên khi mà cần thiết phải dùng tây y cả nhà nha. Người ta mà mình mua là không sai lầm nữa. Dạ. Chứ mình đừng mua tầm bậy tầm bạ, mình còn nói vậy luôn á. Để mình mua tầm bậy tầm bạ bán nó cũng mắc dữ lắm, nhưng mà mình mua nó không có được, mật ong mua không có được. Chỉ bỏ hết chai rồi. Dạ. Mua cũng mua rồi gặp mật ong giả dục ơi. Dạ mới mua ong này uống nè. Dạ dạ, nó mới yên tâm hơn đúng không? Yên tâm hơn, chị nói hết rồi chị mua mật ong lại để nhà làm thuốc. Để trong nhà để mình làm thuốc qua mà cho nít sau này trong nhà cũng được. Dạ. Yeah. Thấy vậy là nó yên tâm hơn rồi. Dạ. Yeah. Đến đây Trung mới biết được rằng là đây là cả một gia đình luôn. Từ bà nội, ông nội cho đến những chú này, anh chị là con cháu. Con cháu nhà đây là ủa toàn bệnh ở trên kia một bình nữa kìa. Vẫn có là đang gọi là đang dùng sản phẩm, thì Trung thực sự là rất cảm ơn. Con cảm ơn là bà nội nha, đã chia sẻ. Dạ. Chia sẻ thì con bán được thêm hàng nữa. Đó thì đó là có công nhận. Nhưng mà con cái là có nhiều bệnh nhân mình sẽ cần thiết tới để mà dùng, nhiều lúc dùng thuốc hoài mà không bớt, thì đây là một bài thuốc mà cũng chia sẻ cho bà con. Nếu mà trường hợp mà nó không có khỏe mạnh không bớt thì Trung không bán đâu nha, không bán đâu. Trung đi làm từ thiện. Dạ. Rồi chúc sức khỏe cả nhà luôn nha. Cảm ơn chú. Ngồi đây mình làm. Dạ, đến đây thì Trung cũng sẽ khép lại video luôn để nói chuyện với cả nhà chơi chút. Dạ, dạ. Bây giờ chắc là cả nhà mình tạm biệt hết cả nhà ơi. Tạm biệt hết cả nhà nha. Đây. Dạ, chào tạm biệt hết.